Đấy. Tâm nắng. Ăn rau. Nó cát. Đấy nha các bác nha, nuôi đà điểu thực ra rất là nhàn, rau ăn đây, rau muống nhá, cám này. Cám máng nước nên em quay cho các bác đang xem. Đây là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2021. Rỗi rỗi dịch bệnh ở nhà đổ cát cho đà điểu. Thì với những cái con mà các bác nuôi này thì phải có sân chơi. Đấy, sân chơi chỗ này em đổ cát ra khoảng tầm 30 phân này. Đấy. Thì nó đang hửng nắng này thì mình cho ra một chút. Đấy, cho ra một chút. Máng nước này. Máng nước. Máng nước. Đà điểu nó có một cái chuồng hướng là như thế này. Mặt trời nó sẽ chiếu sang bên này và nó sẽ nửa nửa nắng nửa nửa râm. Đấy, các bạn nhìn cái phân nó đi rất là đẹp. Đấy. Đấy. Thì nếu các quý vị các bạn mà có đi chơi hoặc đi đâu qua khu vực huyện Ba Vì thì quý vị các bạn có thể đến thăm cái mô hình trang trại. Đấy. Đây là cái lứa này là được cô bạn cô ấy nhờ úm lại. Đấy, úm lại thật là ok thì sẽ lấy cho cơ quan.
15 con. Vui riêng ra đây. Năm nay giống thì khoảng 2 triệu một con các bác nhé. Em cũng chẳng có gì ấp úng mập mờ về cái giá cả cả. Đấy, xã hội thị trường bây giờ thì trăm người bán vạn người mua. Anh cứ báo giá công khai là 2 triệu một con. Giống được tuyển chọn loại 1. Đấy, giống đẹp. Có bảo hành giống cho các bạn 3 ngày đầu tiên. Và có hỗ trợ đầu ra cho các bạn. Số điện thoại của em là 033 530 5982. Đây cũng là số Zalo luôn. Số thứ hai là 0989 177 982. Hôm nay em chia sẻ với các bác một cái điều nữa là ở cái giai đoạn này này thì các bạn cho nó ăn lớn vừa phải thôi. Từ 2 cân đến 7 8 cân là các bạn cho nó vận động chân nó nhanh chắc mà nó lớn vừa phải thôi. Cứ đừng nghĩ thấy nó ăn được nhiều cám là cho nó ăn cám nhiều xong rồi nó béo lung linh nha, là cái cơ thể cái của nó quá lớn so với đôi chân của nó, làm cho đôi chân của nó không đỡ được cái cơ thể của nó và nó cứ bấy bấy như kiểu bệnh béo phì, nó hay ngồi thụt xuống nó liệt. Nếu như mà gặp trường hợp như thế thì các bác lên cho uống điện giải rồi giảm bớt cái thành phần cám đi, cho ăn nhiều rau vào, rồi cho nó uống chống bại liệt, bổ sung canxi nha. Còn trường hợp mà nó bị viêm khớp thì các bạn lấy băng dính, các bạn quấn duỗi thẳng cái chân nó ra theo đúng hướng của nó, quấn chặt băng dính tầm 4 cm, quấn 3 lớp băng dính ke điện vào. Sau khi khoảng một tuần nó hơi khó chịu dãy giụa kệ nó, khoảng một tuần bỏ ra thì cái khớp của nó được định vị lại. Đấy là kinh nghiệm của một hộ chăn nuôi mà hôm vừa rồi em có làm cái clip. Những con dòng này thì khi các bạn nhận về thì các bạn tháo bỏ cái khuy đeo ở cổ đi cho nó liền ra. Đấy. Mà cũng không nên cầu kỳ là bổ sung vitamin hay là cái gì nhiều quá. Tóm lại là cứ cám. Cám thì ở đây thì em dùng cái cám Bios Plus G21. Đấy, B21G. Cám này mình thấy là nó nuôi đi nhiều cám, mình so sánh mình thấy nó rất là đẹp. Đấy là mình muốn chia sẻ với các bác là như vậy. Đấy. Là điều này nó phải ăn cả chất xơ. Ăn cả chất xơ. Đấy. Vừa rồi giờ cũng có một bác mới có 7 8 cân mà cứ con to đầu đàn là nó bị thì ngồi thụt xuống, là nguyên nhân là do là nó lớn quá nhanh, đôi chân nó lấy bấy nó không đỡ được cái cơ thể của nó. Đấy, thì các bạn nên cho ăn rau và cho vận động nhiều. Thì ở cái giai đoạn nó lớn chủ yếu là từ 20 cân đến 80 cân là nó lớn nhanh nhất, thì các bạn nên tập trung vào giai đoạn đó. Tất nhiên là chúng ta phải bổ sung canxi là chuyện đương nhiên rồi. Đấy. Nuôi rất là nhàn, rất là nhàn hạ luôn. Như hiện giờ mình nuôi là mình đã kiểm tra cái con giống từ chân, đấy, mắt, mỏ, rốn. Đấy. Là những con giống rất là đảm bảo. Đấy. Thì năm nay mình làm giống cũng là năm thứ 5 rồi các bạn nhé. Mình làm cái chương trình giống này cũng là năm thứ 5 rồi. Và quý vị anh chị các bạn có xem thì cũng thấy rất nhiều bài đăng ở trên kênh YouTube. Đấy. Rất nhiều bài đăng trên YouTube. Đây là cái giống ruột thẳng. Ăn vào đến đâu là ăn thẳng vào ruột. Nên nó không có diều. Đấy. Và chân rất là dài. Đấy. Em thì trang trại ở thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngay sân bóng Đà Điểu. Đấy.
Các bạn lên Google Map các bạn tìm kiếm là chim cu gáy hay con giống đà điểu, lên lên cái định vị nhà em luôn, định vị trang trại em luôn. Đấy. Đây là cái cám mà em đang cho ăn nhé các bạn nhé. Cám này là cám đây B cộng loại mạnh. B21G Biot Plus. Đấy. Đây là những cái thùng xốp để em đóng em gửi đi cho các bác. Đấy. Đây là xe rùa để cát. Đây là sân chơi. Đấy. Bên trong này thì buổi tối thì chúng ta thắp bóng sáng, bóng úm và nền cát. Đấy. Một lần nữa em xin để lại cái số điện thoại là 033 530 5982 0989 177 982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau. Hôm nay là cũng trẻ con được nghỉ do tình hình dịch bệnh cũng phức tạp. Mùng 4 tháng 5 năm 2021. Này, rỗi rãi xuống đổ mấy chục ít cát vào để cho đảm bảo vệ sinh môi trường chuồng trại. Quay clip này cho anh em tham khảo. Đấy, các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và Facebook của đồng chí Thao tại Ba Vì Hà Nội để đón nhận những cái video về con giống đà điểu, về chim cu. Đấy. Rất mong quý vị các bạn một lần ghé thăm trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Thì cảm nó dính kèm dính ấy. Kéo được cắm được chứ thì. Dính lắm. Lo đi, lo đi giờ. Lên sau một tí. Kéo đi về không nếu uống rượu nhiều thì nếu cái gì chắc kéo về. Vui phết. Này các bác nhá, hôm nay là 27 tháng 4 năm 2021. Chuẩn bị lên đường để giao giống. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.